Chào mừng các bạn đến với nhóm review. Hôm nay nhóm có một sản phẩm rất là hay và hữu ích muốn giới thiệu cho các bạn. Đây là một cái bộ cảnh báo, cũng có thể gọi là một cái bộ phát hiện có người di chuyển. Cái này thì mình đang làm ứng dụng, là khi mà có người đi vào ngõ mà cái ngõ của mình rất là xa cái nhà nơi mình ở, cách khoảng tầm 3-40 mét, thì khi mà có người mở cửa vào thì cái mắt ngoại này nó sẽ phát hiện có người di chuyển. Đồng thời cái bộ trong này nó sẽ có cái đèn nháy, còi loa sẽ được phát ra. Tiếp đến là cái bộ RF ở trong, nó sẽ truyền cho cái bộ này ở trong nhà. Bộ này thì mình ở trong nhà mình chỉ cần cấp 12V vào đây thôi. Âm lượng thì mình có thể điều chỉnh. Thì cái bộ này nó cũng phát ra cái cảnh báo. Ở trong thì mình sử dụng module MP3, lát mình sẽ phá hủy cho các bạn xem ở trong. Bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem nó hoạt động như thế nào nhé. Ở đây thì bộ này thì mình cũng có một nút dừng khẩn cấp này, một biến trở thay đổi cái âm lượng, cấp nguồn và công tắc tổng này. Mình sẽ cấp nguồn 12V nhé. Khi mà cấp nguồn vào thì đèn LED sẽ nháy. Ở trong mình dùng một con vi điều khiển. Ok. Khi bộ là bên bộ này chưa được cấp nguồn thì nó chưa làm gì cả. Cấp nguồn tiếp là 12V này. Ok, đèn ở trong báo này. Đây là cái mắt. Đấy. Ví dụ đây là có một cái vật cản này. Khi mình nhấc khỏi vật cản này giống như bạn mở cửa ấy. Đấy, thì tín hiệu được bắt. Còi hú lên. Hai bộ này là RF truyền không dây, nên các bạn có thể đặt cái bộ này cách vị trí cái độ chủ này khoảng 5-6 mét cũng được. Ở đây mình test khoảng 3-4 mét thì nó chạy ok. Đây là âm lượng nó phải tăng lên. Đây là bên trong nhà, trong nhà bên phải này. Đấy, còi hú một thời gian thì nó sẽ tự động ngắt, và tiếp tục nếu như mà có người di chuyển tiếp thì nó sẽ kêu. Đấy. Cái nhạc này thì các bạn có thể thay đổi được nhé. Ở trong mình sử dụng một cái module MP3, để mã MP3 bằng thẻ nhớ, nên là khi các bạn muốn thay đổi nhạc chúc mừng hay Giáng sinh gì đấy thì các bạn có thể loát cái file nhạc theo yêu cầu, theo ý muốn của mình. Rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.